Vâng, xin chào thầy cô, xin chào các bạn. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về thao tác thiết lập hệ thống và thực hiện thao tác tạo bộ test trên ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, Pascal và Python. Ở phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái chuỗi cái thao tác đó là hướng dẫn tạo tài khoản cho học sinh trên hệ thống chấm bài tự động. Với cái hệ thống chấm bài tự động JUSOLEN thì chúng ta sẽ tạo tài khoản cho học sinh trên máy giáo viên của mình. Trong cái phiên bản sắp tới phát triển, mình sẽ có thêm cái chức năng cho học sinh đăng ký tài khoản nữa. Nhưng với cái phiên bản đang chia sẻ tới thầy cô thì ta sẽ sử dụng chức năng là tạo tài khoản cho học sinh trên máy tính của giáo viên, trên máy chủ, máy server, ta tạm gọi là máy chủ. Vậy thì để thực hiện thao tác này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì ta sẽ thực hiện vào cái nơi thư mục checker, nơi chứa bộ chương trình chấm Wethemit này. Cũng chia sẻ lại với thầy cô cái Wethemit này của thầy Hoàng Phú ở chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ. Sau khi nhận được cái một trong các phiên bản của thầy thì mình phát triển thành cái sản phẩm riêng, có những cái chức năng riêng của mình để nó phục vụ cho cái nhu cầu giảng dạy lập trình riêng, có đặc thù riêng. Vậy thì với cái phiên bản mới của cái Wethemit này thì chúng ta sẽ vào thư mục www www. Các bạn vào thư mục data, thầy cô vào thư mục data thì có một cái thư mục tên là account.xml. Cái file xml này bản chất của nó là một file Excel. Do đó thầy cô sẽ thực hiện thao tác chạy Excel. Đấy. Sau khi chạy chương trình Excel xong, thầy cô kéo thả cái file account này. Đấy. Thì thầy cô sẽ nhìn thấy được cái file này. Hiện nay trên cái hệ thống của mình có khoảng tầm hơn 180 bạn học sinh đang sử dụng cái hệ thống này. Vậy thì đầu tiên thì cái dòng ID này thì đánh số thứ tự thì mình đánh là các số nguyên. User thì ta đặt tên tài khoản của học sinh chỉ bao gồm chữ cái, chữ số hoặc dấu gạch dưới. Tên thì thông thường user thì ta nên đặt theo quy tắc đặt tên tệp, không chứa ký hiệu đặc biệt. Ví dụ như ở đây thì ta có CB6 là lớp cơ bản, bạn số 6, bạn này tên là Vũ Phong. Mật khẩu thì ban đầu thì ta thiết lập là mật khẩu mặc định cho các bạn học sinh, sau đó các em học sinh trên Wethemit nó có chức năng đổi mật khẩu. Bên này là họ tên của học sinh thì ta nên để họ tên học sinh và kèm này, theo lớp. Đấy. Chữ repass thì học sinh nào đã đổi mật khẩu thì cái trạng thái repass nó bằng 1. Học sinh nào mà không đổi mật khẩu thì mặc định repass của nó sẽ bằng 0. Và thầy cô sẽ phải đặt trạng thái của các thí sinh mới và là bằng không nhé. Ví dụ như ở đây mình thêm một user khác, ví dụ như user là 186, ví dụ như là GVDT Thành chẳng hạn. Mình thường là viết tắt họ và tên, trong tên đầy đủ, mật khẩu là A đẹp, mật khẩu là A đẹp chẳng hạn, mình ghi chữ đặt của Thành, giáo viên chẳng hạn. Rồi ta ở nút ở chỗ này ta trạng thái ta nhập trạng thái là không, sau đó ta nút lưu lại. Đấy. Như vậy thì đây là ta sẽ lần lượt tạo ra danh sách cho học sinh. Thông thường thì với học sinh ở các lớp thầy cô sẽ paste cái danh sách họ và tên của thí sinh đấy, sau đó mình sẽ tạo viết tắt ở bên này. Có lẽ sau giai đoạn tới mình sẽ tạo ra một cái macro để thầy cô tạo ra được cái user theo họ và tên bằng cách tự động thì nó sẽ hay hơn tí. Mày hướng dẫn thầy cô lại tự nhiên có ý tưởng. Ta chỉ paste ra danh sách học sinh vào ở bên này thì khi đó nó sẽ tạo ra được cái user. Còn bây giờ ta đang phải nhập bằng tay. Đấy. Rồi thực hiện xong cái thao tác cấp tài khoản mới cho học sinh xong thì thầy cô nút lưu để chọn nút nhiết để sau đó ta close cái file này. Đấy. Và khi đó thì học sinh có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào hệ thống. Rồi bây giờ ta chạy lại cái hệ thống. Cái hệ thống này đang chạy rồi. Bây giờ ta vào địa chỉ IP của máy mình là 192.168.92 thì phải. Các bạn mình xem lại cái IP này. Vào run chọn CMD gõ chữ IP config 95. Đấy. Bây giờ ta có mật khẩu là DT Thành. Mật khẩu là chữ A đẹp. Đấy, ta đang cố. Không biết cái mật khẩu này. GV chứ nhỉ, DT Thành, mật khẩu là A đẹp. Đấy. Sau khi đăng nhập vào thì ta có thể thực hiện thao tác chấm bài trên hệ thống này.
Thí sinh có thể vào trong mục thẻ thí sinh và ta đổi mật khẩu ở đây. Đấy. Khi ta đổi mật khẩu thì mật khẩu sẽ được lưu lại. Thầy cô cũng có thể theo dõi với chức năng bài nộp ở đây. Ta vào nút bài nộp thì khi đó nhìn thấy rằng ví dụ như là lúc 11 giờ tối hôm qua có bạn An bạn nộp bài. Đấy. Có lúc 11 giờ 55 phút tối qua có bạn Quân bạn nộp bài chẳng hạn, hoặc là bạn Nguyên bạn nộp bài lúc 11 giờ 17 phút tối. Đấy, tức là nửa lúc nửa đêm ấy. Với cái hệ thống thu bài này sau này thầy cô phát triển nó thành hệ thống chấm online thì nó sẽ chạy được cả trên chấm qua online, còn trước tiên thì ta phục vụ chấm trên mạng LAN trước thầy cô nhé. Hãy lưu ý máy tính của giáo viên hay máy chủ cần kết nối cùng mối một mạng LAN với học sinh để nó chung cái subnet. Đấy, subnet này, subnet mạng này thì khi đó máy tính mới nhìn được thấy nhau cùng một cái dải IP. Đấy, thì khi đó máy tính sẽ nhìn được thấy nhau và tức là nếu nó có thông mạng LAN thì mà học sinh có thể truy cập vào được. Rồi trên đây mình vừa chia sẻ cái thao tác hướng dẫn tạo tài khoản cho học sinh cho cái hệ thống chấm bài tự động. Chúc các thầy cô làm thành công. Xin cảm ơn thầy cô đã xem video. Thầy cô hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đặng Tuấn Thành giúp mình nhé. Có những việc cần hỗ trợ về chuyên môn, xin mong thầy cô liên hệ với mình thông qua số Zalo hiển thị trên màn hình. Rồi, xin chào thầy cô.